Rồi, chào em trai. Mời nhà gái. Mời em trai. Dạ. Dạ, em chào anh Linh. Dạ, rồi. Dạ, chào chị Ngọc Lan ạ. À. Dạ, chào em. Tất cả các cô chú anh chị đang coi đài truyền hình. À. Tên đầy đủ của em tên là Hứa Minh Long. Năm nay em 36 tuổi. Em đang làm kinh doanh mua bán nhỏ. Quê em đâu? Dạ, em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em kinh doanh về gì Long? Dạ, em bán mấy cái phụ tùng trong xe máy anh Linh. À, phụ tùng xe máy đó hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ. À. Em chào rồi, chị Lan. Chào. Và chào toàn thể các quý vị khán giả ở đây và chào đàn trai bên kia ạ. À. Em tên là Ngô Hoàng Xuân Khánh, em sinh năm 95, hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty thiên về luật ạ. Trời ơi. Công ty về luật hả? Dạ vâng, em cung cấp phần mềm tra cứu văn bản pháp luật ạ. À, trời ơi, vậy là giỏi luật lắm nha. Giỏi luật hôn nhân gia đình không? Dạ em thiên về bên chăm sóc khách hàng nhiều hơn là luật ạ. À, chăm sóc khách hàng hả? Dạ. Bây giờ cho chị Lan hỏi nè, là em sống ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sống tại quận Bình Tân. Em đang làm việc tại quận 3. À, ở Bình Tân là em ở với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trọ bên Bình Tân ạ. À. Em ở một mình. Vậy hả? Dạ. Còn quê em ở đâu? Em ở Đồng Nai ạ. À. À rồi. Long cho bên nhà gái biết là điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là có thể thả em bất cứ ở đâu, em bán hàng được. Bước chân ra thì em kính trên ngưỡng dưới. Dạ còn yếu điểm của em là những gì em học em sẽ chia sẻ lại, có lúc người ta không có muốn nghe nhưng em vẫn phải nói, tại vì em muốn, nếu mình tốt em sẽ muốn những người cùng trang lứa với mình phải tốt và tốt hơn mình nữa để mình càng ngày càng phát triển. Hay quá. Dạ rồi còn điểm yếu. Dạ điểm yếu của em là thấy em vậy chứ em nhát gái lắm. Nhát gái hả? Dạ đúng rồi, thấy vậy chứ nhát lắm. Dạ nói chuyện bất cứ chiều gì như thế nói đục dạ, với gái được. Thôi nhưng mà ví dụ như gặp con gái thì thấy vậy đó, chứ còn ví dụ như yêu đương là không có. Chưa yêu đương gì luôn? Có một mối tình thời đi học. À dạ rồi, rồi mời gái nha. Dạ cái ưu điểm của em là em khá là biết cư xử với mọi người, tại vì công việc của em chủ yếu là về khách hàng cho nên là gần như là em biết cư xử với người xung quanh. Em biết nghĩ cho người khác. Em có thể làm việc nhà, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em là nhưng mà đôi khi em hơi im lặng trong một mối quan hệ, có nghĩa là khi vấn đề xảy ra thì em ít chia sẻ, cho nên nhiều lúc em đặt cái tôi của mình lên quá cao, cho nên đôi khi nó cũng mất đi một mối quan hệ nào đó mà mình cảm thấy là không đáng. Rồi bây giờ nói một chút xíu về tình trường của em đi, chứ chàng trai bên kia có một mối tình một từ hồi đi học. Một mối tình thôi. Dạ thật ra thì em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ vâng. Ôi ôi. Dạ nhưng mà trước đây thì em từng có đơn phương một người. Cà rốt. Dạ vâng, em có crush một người. Thật ra thì em gọi là có đánh tiếng, gọi là có bật đèn xanh ấy ạ. Tuy nhiên thì có vẻ như bạn ấy cũng hiểu và từ chối. À bạn ấy cũng nhầm từ chối hả? Dạ vâng. Bên kia yêu đơn phương. Dạ. Bên mình mối tình nữa, mình có tỏ tình không? Dạ có, và quen nhau 4 năm. 4 năm? Dạ. Sao chia tay? Dạ em ở Sài Gòn, bạn ấy ở quê. Sau khi học xong ra trường á, cô ấy về dưới quê làm việc. Nói chung là có chia tay trong vui vẻ. Chia tay mà trong vui vẻ luôn đó hả? Có nghĩa là với em làm mọi thứ phải vui vẻ. À bây giờ nhà gái nè, tiêu chí mẫu hình lý tưởng của người yêu mình như thế nào, diễn tả xem. Dạ con thì con thích một người đàn ông coi trọng giá trị của gia đình. Luôn nghĩ cho gia đình mình đầu tiên. Có chí tiến thủ, đừng nói quá nhiều là được, anh nói cũng được nhưng đừng nói quá nhiều. Không nói quá nhiều. Dạ, bên này ông nói cho người ta hiểu cho bằng được đó. Dạ, vâng. Ông này nè. Dạ, đừng rượu chè, đừng có những cái tệ nạn xã hội là được. Bên kia có gì không? Để tôi qua tôi hỏi cho. Chờ chị. Sao? Dạ. Có rượu chè không? Rượu chè không. Có cờ bạc không? Cờ bạc không. Có hút thuốc không? Lại không. Không có gì ở đó không? Gái luôn. Không gái luôn hả? Dạ đúng rồi. Ừ, không có gì hết trơn á. Bên em có gì em ơi. Cờ bạc rượu chè trai gái luôn đó. Được không? Được ha. Dạ. Rồi có tiêu chí cao thấp lùng gì không? Dạ em nghĩ là cao tầm 1m7 với em là vừa. Vừa đúng không? Vừa cao nha. Hơn được không? Dạ càng tốt. Càng tốt. Có điều gì không thích ở đàn ông? Không thích thì em nghĩ là đầu tiên là anh ấy đừng nói quá nhiều là được. Cái thứ hai là em cũng hơi ngại những người hay áp đặt suy nghĩ lên mình đấy ạ. Tại vì đôi khi cái suy nghĩ của em cũng hơi khác, cái tôi của em đôi khi cũng hơi cao và em hơi coi như gia trưởng đó. Dạ, đúng dạ không? Vâng đúng rồi, em cũng hơi sợ vấn đề đó. Nhưng mà bên kia chắc không đến nói nhiều đâu, nói nhiều không em trai? Dạ bán hàng em nói nhiều lắm, còn bình thường thì hai đứa cứ uống nước thì trò chuyện thôi, đâu có gì đâu. Chỉ để bán hàng mới nói thôi đúng không? Bán hàng thuyết phục khách và đàm phán thì à rồi mỗi lần mà thuyết phục khách đàm phán với khách là cũng từ tốn như vậy đó hả? Dạ, chị thấy rồi. Em nói chuyện rất từ tốn dạ, luôn đúng rồi. Em ăn chay á, em tu tập là
5 ngày, 10 ngày, 15, sau đó 1 tháng, 2 tháng, dần 1 năm. Nhưng nếu bạn bè anh em mà có rủ đi nhậu hoặc là trong nhóm có cà phê, cà pháo là có, là mình sẽ chúc gia ngày hôm đó. Cứ ăn chay vui vẻ, mình đâu có nhất thiết là phải để mọi thứ nó bị trùng. Là sao chưa hiểu lắm. Đi ăn chay, à, đúng rồi. Mời bạn đi nhậu, rủ đi nhậu, vẫn đi nhậu. Vẫn cứ đi, vẫn cứ vui vẻ hòa đồng. Còn uống hay không là chuyện của mình, còn ăn hay không là chuyện của mình. Nhưng đừng có để cho giống như là mấy bạn mình xa lắm mà. Dạ, đừng xa giao lắm. Mà. Dạ, xa giao. Ý là vậy đó. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, người yêu của em thì tu tập. Coi Phật Phật tử thì người ta tốt. Chưa tu rồi sao? Thì em sẽ hướng dẫn từ từ. Quan trọng là mình phải sống tốt. Từ cái tâm mình sống tốt. Rồi, vậy là không có ép hay hết. Dạ đúng rồi. Vậy là được. Cái gì đến tự nhiên thôi. Dạ đúng rồi. Ok. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. À bạn hả? Rồi, mời bạn có ý kiến nào? Lời nói đầu tiên thì em xin phép chào các anh chị có mặt tại trường quay cùng với khán giả đang xem chương trình. Em là Quyên, là đồng nghiệp của chị Xuân Khánh. Em thấy bề ngoài anh á thì cũng khá là hợp với chị của em. Còn về tính tình sau này á thì mình có thể trao đổi nhiều hơn. Em mong là anh chị có thể cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn ở bên ngoài. Dạ em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi chàng trai mình đi nha. Dạ em đi với bạn. Rồi dạ. Mời em trai cho vài ý kiến nào. Tính đầu tiên cho em gửi lời chào đến hai anh chị MC cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình. Em tên Dũng, là người bạn, người em của anh Long. Theo em thấy thì anh và bạn này rất là có vẻ hợp nhau. Thì mong là duyên của chương trình sắp đặt thì mong hai người cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn thì cái đó là chuyện của tương lai. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn em trai. Bây giờ thì kéo rào. Bắt đầu đi Long. Dạ. Mình qua mình gặp Khánh, mình kết hợp thành Long Khánh. Bước tới. Dạ. À, đây là sắp. Cảm ơn ạ. Dạ, nói giờ có đói không? Ôi à, đây là cơm cháo. Ừ, cảm ơn anh. Ngon nha, ngon nha. Dạ vâng. Cái gì cơm với cơm gì, cơm chay hả? Dạ cơm chay. Ai nấu? Em nấu. Ăn trong... thử miếng cơm chay coi thử coi sao. Ờ, Khánh có đói không? Có thử, có thể thử. Dạ, dạ em nghĩ là nên để sau. Nó thơm lắm á. Dạ. Ngồi đây mà còn nghe mùi thơm luôn á. Dạ. À Khánh à, dù trong mua bán thì chữ tín anh đặt là hàng đầu. Còn giữa người với người á thì niềm tin á là quan trọng. Anh đem cái niềm tin đó đó là gói hành trang từ đó đến giờ là rất là lâu, có thể để cho Khánh đặt niềm tin vào Long. Thì anh chỉ có 4 điều như thế này. 1, anh rất tin vào luật nhân quả. 2, anh rất tin vào luật pháp. 3, anh rất tin vào luật hấp dẫn. Và 4, cố gắng đừng làm sai. Nếu làm sai coi lại điều số 1. Em có thể đặt niềm tin vào anh. Còn nếu như mà còn chưa nữa thì những cái chỗ mà anh đã từng đi qua, những cái chỗ mà anh đã từng đến, những người anh từng gặp, anh sẽ dắt em đi những nơi đã đi qua, những người anh cần gặp và những người anh biết. Em cứ hỏi đúng là bạn Long có phải sống như vậy không? Mọi thứ phải đều vui vẻ hòa đồng. Còn đối với khách hàng thì anh nếu mà anh mua bán á, nếu khách hàng mà có lợi anh có hại anh cũng không có làm. Mà nếu như mà anh được lợi nhiều quá mà khách hàng thiệt thòi anh cũng không có làm. Đôi bên phải đều có lợi anh sẽ làm. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của anh. À, thì em cũng có những chia sẻ giống như vậy. Tại vì em cũng từng làm nhân viên sale. Dạ, cho nên những điều anh nói em cũng thấy rất là đúng. Cũng đồng ý với cái quan điểm của em. Rồi, anh làm việc ở quận 6 vậy đó. Em ở Bình Tân như vậy đó. Khoảng thời gian nào là em rảnh? Em làm việc giờ hành chính cho nên thường buổi tối là em sẽ rảnh. Rồi, vậy mình có thể hẹn hò cà phê. Dạ. Và mọi chuyện thì sau đó thì mọi ý kiến thì... Nói chung nếu mà ở ngoài cái gì mà không biết đó thì cứ về nhà hỏi bạn gái hoặc vợ. Thì bạn gái hoặc vợ nói sao nếu mà ở đúng thì cứ làm chắc chắn thành công. Rồi như vậy thôi. Dạ. Yeah. Mình tiến xa hơn xíu đi. Tương lai khoảng bao lâu, hỏi bên nhà gái khoảng bao lâu thì mình có thể bước tới được. Rồi mình tính vẽ ra tương lai coi hai đứa ví dụ như đến với nhau thì sống ở đâu. Yeah. Làm gì để phát triển kinh tế. Dạ hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại quận 6. Anh cố gắng, anh có mua một ngôi nhà nhỏ ở Bình Chánh. Dạ. Và nó cũng gần. Ở nhà thì anh chỉ còn có mẹ và em trai thôi. Cũng không phải làm dâu, mẹ anh cũng ăn chay trường, anh cũng ăn lạc. Nên đâm ra mọi thứ nó sẽ đơn giản. Em cứ yên tâm. Thì phần còn lại mọi thứ mình cứ thụt xuống hai nắc thì mọi thứ sẽ ổn. Cái tự cao bỏ bớt, tham sân si bỏ bớt thì chắc chắn sẽ ổn. Có gì mình phải nói đừng im lặng. Anh nói hơi nhiều và anh mua bán anh lại cần nói nhiều hơn như vậy nữa. Em chắc em chịu được.
Dạ em yên tâm là anh làm dành dụm á, là anh cũng có tiền ở trong tài khoản, thì chỉ cần có thể thì lúc nào mình cưới cũng được. Dạ. Bên kia tao không thích nói nhiều đó. Dạ. Không, cái này tôi rất đồng ý, là tại vì phải nói cho hiểu. Sao mới không về khỏi nói. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nó chị đang bên em đó. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị. Rồi giờ tới nhà gái nói nè. Nhà dạ. gái nói về quan điểm của nhà gái nè. Đối với em thì hôn nhân đó là chuyện cả đời, và nếu như mà mình có thể đi gọi là xa hơn trong tương lai, thì đầu tiên thì em muốn anh sự thấu hiểu trước cái đã. Mình thấu hiểu, mình chia sẻ và mình chấp nhận thay đổi vì nhau, đó là điều em nghĩ là quan trọng nhất. Em cứ nói anh lắng nghe, nếu cái gì không được thì mình sửa được mà. Chỉ cần mình chịu khó mình nói để người khác lắng nghe thôi, chứ đừng im lặng là được. Bất cứ cái gì cũng vậy, đừng im lặng là được. Nói chung là vui vẻ hòa đồng. Dạ, đúng rồi, vui vẻ hòa đồng, thậm chí trong hôn nhân cũng phải vui vẻ hòa đồng. Đúng rồi. Chia tay hôn nhân cũng vui vẻ hòa đồng. Dạ đúng rồi. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này, em thấy cô gái này sao? Dạ rất trong, dễ thương. Trong lòng em sao? Em nói hết cho cô gái cô nghe. Cảm xúc của em hiện nay khi nắm tay cô ấy là sao? Nói hết cô ấy nghe đi. Nói chung là anh hơi nhát với phụ nữ. Nãy giờ qua sự trò chuyện vậy đó, em thấy anh như thế nào? Em có thể đặt anh... niềm tin vào anh được. Dạ, để khẳng định một câu là đặt niềm tin hay không thì em chưa thể khẳng định bây giờ được, bởi vì em mới gặp anh chưa được 30 phút. Nó cần thời gian để em có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng em thấy từ những câu chuyện đó đầu tiên thì em nghĩ anh cũng là người khá là đáng tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi. Hát bài tặng quấy luôn đi. Dạ. Anh chỉ có nhớ một đoạn là trái tim anh đây chỉ có chung tình, vì yêu em anh không hề toàn tình. Nhưng giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi ta mới chung thuyền, 1000 năm ta mới về chung đôi. Nên người ơi em đừng chi đắn đo, bên cạnh anh em sẽ được sum vầy. Thấy được không? Dạ được. Rồi, giống Mỹ Tâm. Giống ca sĩ Mỹ Tâm. Giống ca sĩ Mỹ Tâm hả? Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, về ghế ngồi đi nào. Dạ. Long với Khánh. Có vẻ như vẫn còn những do dự trong suy nghĩ của cô ấy, còn tùy các bạn. Nhưng nếu mà cô ấy thấy đây có thể là một người đàn ông cùng đồng hành với mình trên con đường đi của riêng mình, thì hãy cho anh ấy cơ hội. Rồi, chị Lan sẽ đếm nhé. 1, 2, 3. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay sát vào. Chính thức các bạn này hẹn hò với nhau. Một cô gái thông minh đó. Ở bên cạnh chàng trai này là em sẽ thấy ấm áp. Tin chị đi, từng cái cử chỉ, từng cái lời nói, cứ một chút cái hỏi em lạnh không, một chút cái hỏi lạnh không, là bao nhiêu đó là đã thấy cả một cái sự ấm áp mà của anh này muốn dành cho cô đúng này rồi. Một nụ hôn đầu tiên. Anh hôn lên má em. À, anh hôn lên má nha. Rất là tử tế, rất là đạo đức luôn. Trời, sao mà tôi thích quá đi. Gì thì mình nhìn trực tiếp vào camera giúp em nha, tại vì cái cuộc gọi này sẽ được ghi hình lại anh, để dành để làm tư liệu cho biên tập ghép cặp cho mình sau này á, cho nên là anh đặt điện thoại cố định giúp em cho mình dễ xem ha. Anh Lương Văn Lãm, 95, sinh năm 1995 đúng không ạ? Dạ đúng. Anh giới thiệu sơ lược về mình trước giùm em nha, cũng như là độ tuổi, quê quán về nghề nghiệp của mình á anh. Em 28 tuổi, đang chạy ra bản ứng Dạ rồi. Lương Văn Lãm là mình là sinh năm bao nhiêu, em nói lại thông tin họ tên tuổi của em luôn nha. Dạ, em tên Lương Văn Lãm, sinh năm 1995. Rồi, ở tiếp đi Trâm. Dạ rồi, anh mình giới thiệu sơ lược về ưu điểm và nhược điểm của mình giúp em ha. Ưu điểm là mình có biết nấu ăn hay là gì không á anh? Cái đó cũng đặc tính là ưu điểm của mình rồi á. Nói chung là nấu ăn thì em biết chút đỉnh rồi.
Rồi có chơi thể thao hay gì không? Anh chủ động mình giới thiệu giúp em nha. Tại vì sau này khi mà lên chương trình đó thì mình cũng sẽ phải tự tin giao tiếp mới được đó anh. Dạ. Ừ, cô chủ động giới thiệu giùm em nha. Em không có chơi thể thao ạ. Công việc của em thì nói chung là em dành toàn thời gian cho công việc nhiều hơn là những cái chơi thể thao. Ví dụ như dành thời gian cho chơi thể thao là cũng có. Mình có thêm ưu điểm gì không anh ha? Dạ không. Rồi phần nhược điểm á, thì mình có nhược điểm gì không ạ? Kiểu như là hút thuốc không? Mình có hút thuốc không anh? Dạ có ạ. Cụ hút thuốc là mình nhiều hay ít anh? Một tầm một tuần hay là một ngày thì mình hút khoảng bao nhiêu lần ạ? Em hút một ngày tầm 5-6 điếu. Dạ rồi, mình chia sẻ về cái tình trường của mình giùm em ha. Thì cụ thể là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và cái lý do nào mà mình không có tiếp tục cho cái mối tình đó anh? Em trải qua 2 mối tình. Thứ nhất thì năm 2017 em có quen cô gái, nói chung là cũng đã kết hôn rồi. Mà có một số vấn đề, tại vì cô có một số vấn đề là chứng tin với người khác. Cho nên cuối 2019 thì tụi em chia tay. Là mình đã có con chưa em? Dạ chưa. À chưa có con luôn, là ở với nhau 2 năm. Tại vì phát hiện là vợ nhắn tin với người khác thôi là em quyết định chia tay luôn vậy đó hả? Dạ cũng phát hiện khoảng 4 lần thì em mới quyết định như thế. Chia tay ly hôn, coi như là từ đó tới giờ là 3 năm rồi đúng không? Thì dạ. là em có tìm hiểu ai khác không? Dạ cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cảm thấy không phù hợp cho nên em không có tính tới. Mà rồi em làm cái công việc nhảy rác này thì thu nhập em có ổn định không? Dạ cũng ổn á. Nhiều thì không nhiều nhưng mà trung bình thì tháng tầm khoảng 9 triệu mấy, 10 triệu được. Hồi nãy em nói quê em là ở Đồng Tháp hả? Dạ không, em ở cái nước Cà Mau. À ở Cà Mau. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái như thế nào? Thật lòng là được. Thật lòng đúng không? Thì mấy cái thật lòng này phải tìm hiểu thời gian mới biết người ta có thật lòng hay không. Về tuổi tác, vùng miền hoặc là cùng hoàn cảnh với em, đã từng lập gia đình, có con hay kia gì được không? Dạ được. Rồi tuổi tác, vùng miền thì sao em? Dạ mấy cái đó không quan trọng đâu ạ. Không quan trọng luôn, là bằng tuổi lớn tuổi hơn em. Rồi là vùng miền Bắc, Trung, Nam ở ngoài Bắc thì vẫn được luôn hả? Dạ vâng ạ, nhưng mà lên tới 1-2 tuổi thôi, thì đừng lớn hơn nhiều mình. Rồi, còn bạn gái mà đang ở làm việc ở ngoài Bắc thì cũng được luôn. Dạ vâng ạ. Là em có thể yêu xa được đúng không? Dạ. Có thể yêu xa được, rồi còn yêu cầu gì đặc biệt và tính cách của cô gái để phù hợp với em nữa không? Như thôi vui vẻ hòa đồng một xíu là được. Vui vẻ hòa đồng, ok. Em có tài lẻ gì không Lãm? Em cũng không biết. Biết rap hả? Dạ. Rồi đọc thử chị mấy câu rap coi nè. Đọc luôn bây giờ. Đúng rồi, đọc luôn mấy câu thôi. Tại vì em cũng không có nhớ bài nên em nghe. Nói bằng cái bài nhớ không có. Dạ. Chị nói sao ạ? Nhớ câu nào đọc câu đó cũng được, khỏi cần nhớ tên bài. Dạ. Vẫn lại là anh một thằng tự kỷ, vẫn giữ thói quen như ngày đầu. Vẫn chỉ một mình đứng nơi ban công như người con gái nơi này đâu. Biết rằng em đã buông tay rời xa nhưng sao anh vẫn chọn con tim. Cho
cho người từng thương ở nơi quá khứ những chị đã mất rồi còn tìm. Chị nhớ được một vài câu đó. Rồi ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái bữa đầu để mình tập làm quen thôi. Nhưng mà lần sau nếu mà có biên tập trao đổi nội dung thì mình phải trao đổi tự tin chủ động hơn với chị nha. Đặc biệt là nếu mà có người phù hợp lên sân khấu á thì là mình phải chủ động hơn nữa nha, chứ còn nhát quá là không được. Dạ, yeah, em cố gắng ạ. Ừ, ok rồi, có gì đợi thông tin từ chương trình nha Lã. Dạ vâng ạ. Em thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ. Mình thở nhiều cho mình. Chị Tuyết Nhung là biên tập của chương trình và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tham gia phỏng vấn mình nha. Mình đặt điện thoại xích xuống một xíu giúp em nha, để thấy nửa con người trên của mình á. Dạ rồi, ok ạ. Dạ rồi, mình giới thiệu họ tên cũng như là nghề nghiệp và cái địa chỉ hiện tại của mình giùm em nha. Dạ, em là Lê Văn Minh Trí. Xin hiện tại em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ rồi. Anh Trí, mình làm nhân viên văn phòng cụ thể là ở trong cái lĩnh vực nào cũng như là công ty nào anh ha? Dạ, em làm bên một phần phòng về nghiệp vụ của công ty Xanh Dầu Đồng Nai. Công ty gì ạ? Mình nói lại giúp em nha. Công ty Xanh Dầu Đồng Nai. À dạ rồi, công ty xăng dầu đúng không ạ? Dạ rồi, mình chia sẻ giúp em một xíu về cái ưu điểm cũng như là cái nhược điểm của mình ha. Dạ. Ưu điểm trước tiên thì về ưu điểm thì em hòa đồng với mọi người và chịu khó học hỏi, nhiệt tình về công việc hoặc là về công việc. Còn khuyết điểm là đôi lúc thì cũng ngại giao tiếp và cũng không để cho đám đông, và đặc biệt là em không rượu bia được. Dạ. Ừ, dạ rồi, không rượu bia, vậy mình có hút thuốc không ạ? Không hút thuốc chị. Dạ rồi. Dạ, mình chia sẻ với em một xíu nữa về cái tình trường của mình ha. Cụ thể là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và tại sao mình không tiếp tục với cái mối tình đó anh? Nếu mà nói về trường thì hiện tại thì chưa có chị. Là mình chưa có từng quen chính thức một ai hết hay sao ạ? Dạ, nếu mà trường thì chưa. Còn nếu mà đơn giản là chỉ là đơn phương thôi, nhưng mà đơn phương này không có gì hết. Là mình chỉ có đơn phương thôi chứ là chưa chính thức tìm hiểu với bạn nữ nào hết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ồ, em thấy là anh cũng làm trong một cái môi trường mà tiếp xúc được khá là nhiều người á, thì không biết là lý do nào mà đến bây giờ là mình vẫn chưa tìm được cái người bạn nữ mà mình mong muốn anh ha. Nếu mà về môi trường thì đặc biệt thì đa số là những người mà các chị toàn là mình gặp những người lớn tuổi với lại cũng đã có gia đình rồi, và thứ hai đó là cũng mình đi ra ngoài với bạn bè, nếu mà có thì cũng chỉ nói chuyện xã giao bình thường thôi. Vậy hồi đó giờ là mình đơn phương bạn nữ, mình cũng chưa từng tỏ tình với bạn nữ nào hết hả anh? Là do mình ngại hay sao anh? Không phải là do ngại, nhưng mà chỉ là đơn phương bình thường thôi. Dạ rồi. Thì về mẫu hình lý tưởng của mình á, thì mình dễ dàng bị thu hút bởi những cái cô gái như thế nào anh ha? Nếu mà mẫu hình thì đầu tiên là những bạn nữ lễ phép, biết giúp lễ phép với mọi người và biết dạ, chỉ như đó là lễ phép với mọi người và mở đầu. Về cái ngoại hình thì sao anh ha? Có cái yêu cầu đặc biệt nào về ngoại hình không ạ? Ngoại hình thì cũng tương đối với chị, không có cao. Mình phải nêu cụ thể giùm em ha, tại vì nêu cụ thể đó, thì chương trình sẽ dễ tìm cái bạn nữ phù hợp với cái mong muốn của mình hơn á. Tại vì hiện tại là cái thông tin của mình nó hơi bị chung chung á, cho nên là cũng sẽ khó cho chương trình để tìm được các bạn nữ phù hợp với mình á. Thì cụ thể hơn giúp em là bạn nữ khoảng cao 1m bao nhiêu, rồi ở miền nào, rồi nghề nghiệp gì, cụ thể hơn một xíu giúp em ha. Dạ, bạn nữ thì cao
cao từ 1m6, khoảng tầm 1m6 là được ạ. Còn nghề nghiệp thì cũng đi làm, cũng làm văn phòng bình thường, và nếu mà được ở gần cạnh như là Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tốt ạ. Còn ngoại hình thì nói chung cân nặng cũng tương đối, cũng trung bình thôi chứ không có cao. Vậy thì mình có cái tài lẻ nào để thể hiện khi mà mình đến tham gia chương trình không anh ha? Nếu mà tài lẻ thì không có hả chị? Mình có hát hay là chơi nhạc cụ đúng không ạ? Dạ em không có hát được. Không hát, đó giờ là đi karaoke là chỉ nghe bạn hát thôi chứ không không có hát gì luôn hả anh? Hát vui vui, hát giải trí cũng không luôn? Dạ không ạ. Ồ dạ rồi. Hồi nãy á em có thấy anh chia sẻ là mình làm nhân viên văn phòng á, vậy thì cái thu nhập của mình có ổn định không anh ha, tầm khoảng bao nhiêu anh ha? Dạ thu nhập cũng mặt chung là khoảng tầm 8 triệu tới dưới 10 triệu nếu mà tính thưởng luôn ạ. Còn tùy thưởng theo từng năm nhưng mà bình quân là dưới 10 triệu ạ. Ok, dưới ai em sinh năm bao nhiêu á? Sinh năm 1995 ạ. À 95 là quê quê ở Đồng Nai luôn đúng không? Dạ em sinh ở Đồng Nai nhưng mà quê quán thì ở Bình Trị ạ. Thôi mình cứ nói nơi mình sinh ra thôi. Nếu mà bạn gái em yêu á là bằng tuổi em hoặc lớn tuổi hơn em thì chỉ nói thứ là như thế nào? Nếu mà lớn tuổi thì cũng được nhưng mà lớn khoảng chừng 1-2 tuổi thì nhìn được là chị. Chừng 2-3 tuổi thì không sao. Ok. Nói chung là đây là lần đầu mình chia sẻ thôi, lần sau mình cố gắng tự tin hơn cho chị ha. Mặt tươi cười vui vẻ nhiều cho chị nè. Dạ dạ. Rồi cái gì em đợi thông tin thì chương trình, nếu có cô gái cũng còn giúp cho em ha. Dạ dạ, chúng ta chị. Dạ rồi. Anh bấm nút đỏ mình thoát khỏi cuộc gọi giúp em ha. Cảm ơn anh ạ. Chương trình sẽ gửi cho mình cái thông báo cụ thể qua Zalo hoặc là mail sau nha anh. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Nguyễn Văn Hoàng 83. Trời thật.